Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 1.000 token money nè các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình xem tắt chatbot và bấm son này đó. Rồi, nhiệm vụ cũng hơi nhiều đó. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn son lên gấp nè. Rồi, có Verify không? Các bạn chờ chút xíu các bạn coi có Verify không? Mình thì Verify các bạn. Vào đây các bạn bấm đại nó Verify các bạn. Sao mà những người ta có Verify nè, mình không có Verify. Và các bạn chạy xíu các bạn. Khi vào các bạn bấm vào Verify nè các bạn. Bạn bấm son luôn đi. Rồi bạn bấm đắp ra đi. Rồi tiếp tục các bạn son tiếp cái seller. Ồ đây dự án game hả ta. Rồi bạn bấm đắp ra nè. Tiếp tục follow tại Twitter và retweet post nè. Trên tờ Twitter nữa các bạn theo dõi nè các bạn. Bạn like nha, các bạn tự quyết lên nè bạn. Nó không yêu cầu mình trích dẫn như hashtag này nọ thì mình tự quyết thôi các bạn. Tiếp tục follow minimum nè. Trên minimum thì mình follow nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow Instagram nè. Trên Instagram thì bạn theo dõi nè các bạn. Sau đó bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow Facebook nè. Trên Facebook thì bạn bấm thích nghe bạn. Rồi các bạn bấm theo dõi luôn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục bạn son tiếp kênh Chiller nè. Tiếp tục subscribe kênh YouTube nữa nè. Trên kênh YouTube nữa bạn đăng ký nghe bạn. Rồi sau đó bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow tại Twitter và retweet nè. Trên ngũi gặp ta. Các bạn tìm bài nó bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn chắc chắn như ta quyết chứ xin em của nó đi các bạn. Còn mấy rớp ta Sadio nữa các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn bấm vào Deezer nè. Rồi các bạn lướt cấp trang các bạn. Này iPhone là cái điện thoại. Rồi các bạn đi địa chỉ email của bạn giao nè. Trên ngũi gấp này tất cả anh em chatbot rất là quen thuộc. Tiếp tục gửi địa chỉ bên bi sờ mang trên bet 20 trên chiếc chéo collect đó các bạn nè. Như sao chép lại nè, gửi lại cho bot nè. Sau đó submit đường link profile tại Twitter thì bạn mở tờ Twitter bên ra nè. Bạn nhập anh bata nè, nhập vào một hồ sơ nữa các bạn. Bạn nhập bạn anh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết lại cho bot nè. Rồi sau đó các bạn submit link retweet nè, để cái bài nào ta. Thì các bạn chia sẻ các bài gấp ta đi các bạn. Bài đầu tiên rồi, các bạn dán vào đây. Tiếp tục hỏi follow minimum máy heo cho net. Tiếp tục gửi đường link profile minimum. Thì các bạn nhấp vào minimum nè. Trên minimum thì bạn nhập vào anh đen đen này các bạn. Rồi sau đó các bạn nhập vào anh avatar của mình nha các bạn. Nhập vào anh avatar mình cái nữa các bạn. Minimum nó khá là chậm luôn. Sau đó các bạn nhập ba anh cùng này. Các bạn sao chép đường link minimum mình nè. Rồi bạn bắt đắp lên. Rồi lên cho bot. Sau đó các bạn sub hay heo cho nét các bạn. Rồi đường link Instagram mình nè. Cứ tiếp tục gì của gì các bạn. Trên Instagram thì bạn nhập vào mũi tên nè các bạn. Các bạn nhập vào avatar của mình nha các bạn. Các bạn nhập ba cái anh cùng nè. Các bạn sao chép link Instagram mình nè. Cái là cho bot nè. Rồi sau đó bấm máy heo xoay nét. Gửi đường link Facebook mình nha các bạn. Thì các bạn nhập vào Facebook nè. Trên Facebook thì các bạn nhập vào mũi tên nữa các bạn. Rồi sau đó nhập vào avatar của mình, nhập vào ba cái anh cùng nữa các bạn. Các bạn sao chép đường link Facebook mình nữa. Rồi là cho bot. Tại YouTube quá. Rồi bấm máy heo xoay nét. Rồi đường link YouTube mình nha các bạn. Các bạn mở YouTube ra, các bạn nhập vào ba cái anh cùng nữa các bạn. Nhập vào kênh của bạn nè.
nhấp vào ba cạnh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè, sau đó các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Rồi sau đó họ có chọn vào kênh channel nè, bạn đã chọn vào máy heo sonet. Rồi họ có tự quyết thăm máy heo sonet. Rồi bấm vào menu, bấm vào rebalance để check số cầm kiếm được. Ok, mình đã nhận được 1 triệu token money nè các bạn gì lấy liên ghép chia sẻ trong bè để thằng để kiếm thêm token các bạn. Thì video ở đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.